khám phá những điều tuyệt vời mà bạn có thể làm với các ứng dụng Google trên điện thoại thông minh. Trợ lý Google dành cho Android phiên bản Go luôn sẵn sàng trợ giúp. Nhấn và giữ nút khởi động và nói: nhắn tin cho chi? Ok, tin nhắn là gì? Tôi đang trên đường. Trợ lý Google luôn sẵn sàng trợ giúp. Chỉ đường đến ga Hà Nội. Hoặc nói: nói cảm ơn bằng tiếng Anh như thế nào? Ngoài trợ lý Google, Google Go cũng có thể giúp bạn tìm nhanh bất cứ điều gì trên Internet. Chạm thanh tìm kiếm ở cuối màn hình và nhập thời tiết ở Hà Nội. Hoặc tìm kiếm thông tin hữu ích như tin tức mới nhất. Hoặc trợ giúp làm bài tập. Thủ đô của Úc. Bạn cũng có thể xem các video yêu thích trên YouTube, đồng thời kiểm soát lượng dữ liệu sử dụng. Chạm vào đây và chọn muốn sử dụng bao nhiêu dữ liệu. Tùy chọn chất lượng video thấp hơn để tiết kiệm dữ liệu. Điều này sẽ làm giảm độ phân giải video. Để có chất lượng video cao hơn, chỉ cần chọn các tùy chọn cao hơn. Thật dễ, giờ hãy tự mình thử thôi. Và trải nghiệm các ứng dụng Google khác hiện có trên điện thoại thông minh.